Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 13 tháng 4 2024. Chúng ta tiếp tục học tập một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng, là học đến tập 74. Chúng ta niệm mấy câu Phật hiệu quý vị. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Ý nhớ một câu Phật hiệu này chúng ta giúp cho người khác được nghe, được thấy đều là gieo cái nhân duyên đắc độ về sau. Nên người nghe, người thấy, mình chỉ cần có tâm đó cho họ để đắc độ về sau thôi thì mình đã tu duyên tu phước rất là đặc biệt thù thắng. Nên những đức nói rằng là mỗi một người có chiếc máy niệm Phật, thường làm việc gì cũng đeo và bật điều niệm Phật lên, nhớ thì cũng đeo bật điều niệm Phật. A Di Đà Phật. Cứ là làm việc gì cứ để đeo máy niệm Phật gì đó. Như các cụ đồ xung quanh chùa đi quét nè, lá cây đồ. Đi đâu cũng đeo theo. A Di Đà Phật. Để nhắc nhở mình. Nhắc nhở mình lúc nào cũng được nghe câu Phật hiệu. Nhắc nhở mình để niệm câu Phật hiệu. Nên đây là những phương tiện rất đặc biệt cho người tu tịnh độ của chúng ta. Có khi câu Phật hiệu có những lúc mình quên, nhưng nhờ cái máy đeo bên cạnh mình mà giúp cho mình quay lại và nhớ. Thí dụ như mình là người tu tịnh độ, có những lúc cái chỗ nó ồn náo rất vui, nhưng có những lúc bản thân mình cũng quay lại cái tâm nhớ Phật niệm Phật. Người ta đang vui, chúng ta có khi mình trong tâm cũng nhớ câu Phật hiệu. Cũng như bản thân những đức có khi chùa sinh hoạt, có những khi hát, hoặc là có những lúc mà chương trình nhà chùa mà có ca sĩ hát, những đức ngồi đó những đức cũng niệm Phật. Thì chương trình nhiều người ta cũng coi, người ta cũng thích, cũng vui. Rồi anh chị ca sĩ hát cũng truyền tải những bài nhạc Phật giáo, những văn tự về nhân quả rất là hay. Thêm ca sĩ đến chùa mình lúc nào hát xong cũng niệm Phật, nên giúp cho cái chương trình Phật tử khắp nơi về có những sự thay đổi giúp cho người ta vui. Còn bản thân những đức ngồi đó, có khi những đức ngồi niệm Phật, cứ niệm Phật. Nên những đức nói rằng là khi mình cảm nhận được cái câu Phật hiệu thù thắng rồi là tự nhiên mình thích niệm. Mỗi lúc mỗi nơi mình thích niệm. Tổ sư nói rằng bạn không biết gì tất cả, chỉ bạn chỉ biết niệm Phật thôi. Bạn chân thật bạn biết niệm Phật, phát nguyện cầu sanh cực lạc thôi. Thì một đời này bạn có thể giải quyết vấn đề sanh tử. Từ nơi đó mà mình tin câu Phật hiệu. Mình áp dụng câu Phật hiệu từ khi gặp Phật Pháp tới bây giờ mười mấy năm, cứ niệm Phật. Mặc ai nói ngã nói nghiêng,
còn ta cứ giữ như kiền ba chân. Ai tu cũng tu mặc kệ, ai niệm niệm mặc kệ, mình niệm Phật. Sự lợi ích cực kỳ lớn. Chỉ có một câu Phật hiệu thôi mà bao nhiêu chương trình những đức tổ chức, quý vị thấy có chương trình nào mà vắng người không? Không. Càng ngày càng đông thêm. Rõ ràng thiếu duyên niệm Phật có duyên, thiếu phước niệm Phật có phước. Nếu không có phước làm sao chúng ta có thể tổ chức đông người mà lo lắng cho ta được, quý vị? Không có phước cũng không ai hỗ trợ mình, không ai giúp đỡ mình. Mình phải làm việc cho đại chúng, cho mọi người thì mới cảm được bổn nguyện của Phật Bồ Tát gia trì cho mình. Vì niệm niệm mình là vì người khác chứ không phải vì cá nhân. Nhiều người nói, ủa tại sao tôi tu mà không có cảm ứng? Tại vì mình hướng về cá nhân. Cá nhân sao cảm ứng được? Quý vị nghĩ đi. Phật Bồ Tát dạy mình là bỏ lòng tham, thì các ngài không bao giờ giúp cho mình tăng lòng tham đâu, quý vị. Nếu như mình niệm niệm vì người thì mình sẽ có đầy đủ để lo cho người. Còn nếu như mình niệm niệm chỉ vì mình thôi thì mình chỉ có cái phước đủ trong mạng của mình hưởng thôi. Tại vì mình chỉ có cá nhân vì mình thì mình chỉ hưởng cá nhân. Còn mình phải niệm niệm vì người thì thật sự nó mới mở rộng ra và có đầy đủ giúp chúng sanh được. Cái này rất là quan trọng. Nên tu hành làm sao càng tu tâm lượng càng lớn ra. Niệm niệm phải nghĩ về người, lợi ích cho chúng sanh. Một câu Phật hiệu này niệm cũng nghĩ lợi ích cho chúng sanh. Đeo chiếc máy niệm Phật cũng nghĩ lợi ích cho chúng sanh. Đi vào trong cái quán cơm chay, ngồi ăn cơm chay, thấy xung quanh ta ngồi, ngồi vô mỗi người niệm Phật niệm ba câu xong ăn cơm chay. Ta nói à, những người này học Phật, họ niệm Phật mà, niệm ba câu xong họ ăn chay, ngồi ăn chay, ngồi nghiêm túc đàng hoàng. Ba câu Phật hiệu đó giúp cho những người xung quanh được nghe. Đại lão ở Thượng Tịnh Không khi còn thể thế, ngài có giảng một công đoạn rằng tặng cọng chuỗi mà còn đưa cao cao lên chi à, để cho người ta nhìn thấy cọng chuỗi. Có nhiều người hỏi cọng chuỗi để làm gì? Là cọng chuỗi để niệm Phật đó, chữ Phật lọt vào tâm họ. Nghĩa là dùng đa dạng phương tiện để kết duyên với chúng sanh. Mỗi lần chương trình chùa mình tổ chức lễ hội, những đức đều tặng cho Phật tử một món quà Phật pháp, để mong rằng chúng ta truyền tải Phật pháp, nhiều người được nghe câu Phật hiệu. Nên chiếc máy niệm Phật này, vì để ý những đức lúc nào giảng pháp cũng đeo, và đi đâu cũng đeo, chạy xe đạp cũng đeo, lên xe cũng đeo, lúc nào cũng bật đều niệm Phật. Trong phòng ở giờ này chia sẻ Phật pháp thì tắt máy niệm Phật, bất cứ lúc nào trong phòng cũng để điều niệm Phật, xung quanh chùa để điều niệm Phật. Như đại tùng lâm xung quanh, đại tùng lâm rất lớn, mỗi xung quanh đều để cái năng lượng niệm Phật. Người ta chạy xe qua, chạy xe lại, mỗi ngày đi đoạn đường rất đông, người ta đều nghe câu Phật hiệu. Một câu Phật hiệu này giúp cho người ta được nghe, trồng cái nhân duyên cho đắc độ về sau cho người ta. Dù người ta thích không thích, bản thân người ta vẫn được nghe câu Phật hiệu. Và khi nghe câu Phật hiệu thì gieo cái duyên đắc độ về sau cho người ta. Cái này cực kỳ quan trọng luôn. Nên mình mới thấy được cái việc quan trọng là hành trì làm chân thật. Thấy được rồi sẽ chân thật làm. Như bản thân những đức gặp Phật pháp, gặp tịnh độ, tu mười mấy năm, làm gì? Khuyên người niệm Phật không à? Cứ ở chỗ khuyên người niệm Phật hoài. Kẻ đến và người đi, ai đến là được kết duyên, ai đi cũng tùy duyên. Rồi thời gian người ta lại đến thì cũng đủ duyên, khi người ta đi thì tùy duyên. Cứ vậy, những đức vẫn ở một nơi, vẫn nuôi người già, càng ngày càng đông. Càng ngày Phật tử về chùa càng đông. Tớp đến, tớp đi, tùy duyên đi, tớp lại đủ duyên đến. Cứ xây chuyển hoài, những đức ở một nơi lại tu duyên tu phước được. Người ta tìm những đức thì người ta đến tặng chùa, thì tự nhiên ta tìm được những đức. Những đức không có xài điện thoại, không nghe điện thoại gì. Có một cái cô nói, có một người mỗi lần điện thoại cho con là chửi con biết niệm Phật. Tự nhiên ta chửi con không cần phải nghe, con bật cái điệu niệm Phật, điệu kinh hành, hoặc là cái điệu địa chung nhanh, hoặc là điệu hộ niệm con bật lên. Bên đó thì họ chửi con, bên đây thì con bắt niệm Phật.
họ cũng được nghe câu Phật hiệu. Xong chút họ tắt máy nghỉ chữ. Mỗi lần điện đến chữ là con cứ bật điện niệm Phật để ngay chiếc điện thoại, rồi cứ chữ gì chữ đi, mình cứ niệm Phật cho họ nghe. Vì thấy hay không? Rất là hay. Khỏi phiền phức, khỏi phiền não gì hết. Nghe mới công tức thêm làm gì. Từ nơi đó chúng ta càng tu tập thì càng hiểu, càng mở rộng tâm ra. Thí dụ như trong thời Đức Phật còn tại thế, có ông trưởng giả này, ông giàu lắm mà ông ngoại đạo. Ông chạy theo Đức Phật, ông chửi Đức Phật. Đức Phật ôn tồn, im thiệt im, không nói một câu nào. Đệ tử Đức Phật toàn là bậc A-la-hán thì các ngài đều hiểu hết thôi. Nhưng mà thỉnh hỏi Đức Phật vì sao ông chửi Đức Phật quá chèn luôn mà Đức Phật im điềm không nói một câu nào. Thì Đức Phật nói rằng, thí dụ người ta đem, người ta đưa mình một món đồ mà mình không nhận món đồ đó thì ai nhận? Đệ tử Đức Phật nói, nếu mình không nhận thì người ta nhận. Đức Phật nói rằng, y rang vậy đấy. Nếu người ta chửi mình không đếm xỉa đến thì là đến với người ta thôi. Tự người ta chửi người ta, đúng không? Nên bản thân con người mình vượt qua cái kiêu ngạo ngã mạn của mình khó lắm. Ai chỉ cần nói mình chút là bản thân mình đã tức tối rồi. Vì mình không khéo mình tu ra gương mặt mình rất là to. Nên ai chỉ cần nói đến mình là mình sẽ rất tức tối. Nhưng khi mình tức tối xong mình phải ngồi suy nghĩ. Mình sẽ có tức tối, mình sẽ có bực bội, mình cũng có trả lời. Mình cũng có căm hận, có tức, có khi chù ẻo người ta nữa chứ. Nhưng mà ngồi rồi xong mình ngồi suy nghĩ. Mình ngồi suy nghĩ rằng là có được gì đâu. Nên con người học Phật, mình không sợ mê, mà chỉ sợ mình không giác ngộ thôi. Mê thì nhất định phải có, nhưng mà mê trong mê lại có giác. Nên bản thân của mình quay đầu giác ngộ, thấy rằng có những con người chúng ta không cần nói gì với họ. Nên như Đức Phiên Hàng Phật tử trong chùa như Đức nói, không cần đếm xỉa đến. Những lời chửi mắng không cần quan tâm. Chỉ cần chúng ta mỗi ngày lo niệm Phật. Niệm Phật là lấy cái quả giác của Phật để làm nhân tu cho mình. Đã lấy cái quả giác của Phật để áp dụng trong cuộc đời. Như vậy thì niệm Phật là quan trọng nhất. Bao nhiêu lời hơn thua bàn cãi, cuối cùng chúng ta nhìn nhận sâu sắc. Nếu như bản thân mình giác ngộ hoàn toàn thì quá đặc biệt rồi. Nhưng mà mình cũng có lúc cũng bàn cãi. Nhưng bàn cãi rồi phải bình tĩnh rồi suy nghĩ lại, để rồi giác ngộ. Đó mới là sâu sắc quý vị. Có những cái người ta chửi mình chửi lại một cái, quý vị sẽ thấy rằng cuối cùng ngồi suy nghĩ lại, giác ngộ. Thì ra người ta không có sai, sai là tại mình. Bản thân mình là người học Phật, không cần phải nói dòng vo. Đó là điều đặc sắc nhất, niệm Phật. Dùng cái miệng làm gì? Niệm Phật. Nếu như không niệm Phật thì sẽ kìm không được niệm Phật. Vì chúng ta muốn về thế giới cực lạc. Chỉ cần thật sự mình muốn về thế giới cực lạc thì niệm Phật đi. Bản thân những đức cũng phải làm được liền. Có khi ta chửi những đức cũng tức. Khi những đức nói này nói kia đủ chuyện. Cũng không phải nói những lời gì hỗn ẩu hay những lời gì quá nặng nề. Nhưng bản thân mình cũng có cái ẩn ý trong lời nói. Nhưng mà có những cái ẩn ý trong lời nói những đức cũng là họ có thể nghe, vào một ngày nào họ có thể gặp những sự cố gì đó, họ giác ngộ, tỉnh lại. Có ý như vậy. Đến bây giờ trong lòng những đức bình lặng lại, không cần phải dòng gió tam quắc. Niệm Phật vẫn là hay, bình thản vẫn là hay. Vì công việc của mình còn cả một vấn đề số lượng người, bao nhiêu bà già, chúng ta không cần bận tâm đến. Chỉ cần mỗi ngày mình vui là các cụ cũng vui. Mỗi ngày mình bình tĩnh tâm trí, lo lắng cho các cụ, lo cho các cụ đầy đủ cuộc sống, lo cho cụ được bình an, cứ vậy thôi. Rồi khi các cụ yếu mình hộ niệm đồ cho các cụ. Mỗi ngày mình khuyên các cụ nên niệm Phật sanh cực lạc. Chỉ có về thế giới cực lạc mới hết khổ. Còn ở cõi này là còn khổ. Bao nhiêu việc mình tính toán, mình sắp xếp cho người ta để mong người ta được lợi ích. Chỉ nghĩ vậy thôi. Chỉ nghĩ là mình sắp xếp để cho người ta lợi ích. Cái ngay chùa mình, cái nơi ở của mình, cái gia đình mình, toàn thể của mình, bản thân mình cố gắng. Cứ gì mà làm. Nên chúng ta mê hoặc điên đảo cũng chưa đáng sợ. Đáng sợ nhất là chúng ta không chịu tỉnh ngộ.
nên càng tu tập những đức nói rằng thôi mình càng thương người đồng tu với mình đi. Mình thương người đồng tu với mình là hay nhất. Mình không thương mình, ai thương mình? Mọi người đều có cái khó, nên chúng ta thương nhau vẫn là đặc sắc. Khi mình thương người mình cảm thấy cũng bình an. Khi mình ghét người rồi, tự nhiên mình cũng cảm thấy bị bất an và nặng nề. Nên một câu Phật hiệu này hay lắm quý vị. Chúng ta có mê hoặc điên đảo cỡ nào, mình chỉ cần chịu niệm Phật là tỉnh ngộ. Thứ sáu tuần này chúng ta sẽ tổ chức chương trình khiêm thị. Nên những đức nói rằng chương trình khiếm thị là một chương trình mà cho chúng ta rất nhiều góc độ nhìn. Nhớ kỹ, cho chúng ta rất nhiều góc độ nhìn. Nhìn ra được kiếp người vô thường, nhìn ra được cái sự khổ đau của đời người, nhìn ra được nhiều thứ khổ lắm quý vị. Nên chương trình khiếm thị là chương trình cho chúng ta có góc độ nhìn rất sâu sắc. Mình đến mình dự, dù là mình không có tiền cho người khiếm thị, nhưng mà mình chỉ cần có góc độ sâu sắc để nhìn ra một đời người. Hoặc ai có khổ nhất, dù bị bỏ rơi gì, nhưng nhìn người khiếm thị khiếm tật, có khi bị mù mà còn cụt tay cụt chân, nhìn từ họ mà thấy bản thân mình cũng không đến nỗi khổ quá. Còn có những người bị buồn chán gì việc gì nên tự tử, hãy nhìn những người khiếm thị khiếm tật, nhìn họ để bản thân chúng ta thấy rằng bản thân mình khổ gì cũng không đến nỗi khổ như họ. Nhận thức được sâu sắc thì tự nhiên quý vị sẽ thấy an lạc, vui vẻ. Nhớ kỹ, nên mỗi một người giúp cho mình được giác ngộ nhân tâm. Nên chương trình khiếm thị đợt này chắc rất là đông. Những đức cũng bây hổm giờ thường nói chương trình khiếm thị, nhưng mà lễ lọc quá nhiều, quá lưu bu, bây giờ mới tổ chức được. Quý vị biết rằng là họ khiếm thị khiếm tật rồi mà họ được đi về chùa mình, họ được nghe pháp, họ cũng được anh chị ca sĩ hát cho họ nghe, rồi họ được tấm lòng của nhiều người gỡ đến họ, dù là 10.000, 20.000. Quý vị nhớ là lá lành đùm lá rách. Cái quan trọng là họ về chùa, họ niệm Phật thời gian rất là dài. Nhờ cái chủng tử niệm Phật này, những đời kiếp nào cũng giúp cho họ đắc độ. Và có những người hiện đời này họ nghe mình giảng, có những người họ cũng tỉnh ngộ. Bản thân của những đức này, chương trình khiếm thị như đức là từng tặng máy nghe pháp, máy niệm Phật, tặng pháp thí cho họ đầy đủ hết. Người nào đến những đức cũng đã có tặng quá hết. Đó. Nên từ nơi đó mà mình nhiệt tình hết mình, bản thân mình lục căn được đầy đủ, mình cũng cảm thấy mừng. Quý vị biết rằng là có những cái mình tạo ra để là cái đức cho con cháu. Cái đức là cái gì? Là cái hành động quý vị làm tốt. Cái hành động quý vị làm tốt nên con cháu học theo, nên từng đời gia đạo thịnh vượng. Cái đức là gì đó quý vị? Chứ không phải là cái đức là cái phước gì để là cho con người. Con cái nằm im nó không cần làm thiện gì mà hưởng vãi. Mà cái đức là cái quý vị làm phước đức, rồi hành động làm quý vị con cháu nhìn thấy. Như bây giờ quý vị có tiền quý vị đổi ra 10.000, 20.000 gì quý vị tặng người khiếm thị, rồi con quý vị cũng cầm tiền cầm theo tặng chung. Mình có một cái nội bộ tặng tiền, như các vị trưởng đoàn đồ sắp xếp ra nội bộ tặng, phải có người đứng đi trước. Khi mà tới hàng với 10 hàng đi, 10 người đi thì tới hàng số 11 mình đứng, thì cái người cuối sẽ đứng ngay cái hàng số 11 và kéo dài ra 10 hàng. Cứ đi vậy đi hoài thì nó không bao giờ mà sót ai, mà người nào mình cũng cho điều, đúng không? Nên tổ chức chương trình còn phải hướng dẫn nhiều cái, hướng dẫn người ta. Nó như xe cộ đồ những đức thuê cho người ta đi. Bây giờ quý vị nghĩ đi, người ta khiếm thị, người ta không có tiền, tiền đâu người ta đi xe. Lâu lâu người ta có dịp đến chùa, nên có một người khiếm thị gặp như đức nói: thầy ơi, thầy tạo điều kiện cho người khiếm thị người ta về chùa. Người ta đi về chùa người ta vui lắm. Những đức nói: ủa, họ đâu có thấy đường đâu. Thì cái người khiếm thị
họ nói gì nè. Tuy họ không thấy được những cái cảm nhận của họ, cảm giác ấm áp khi được thương yêu. Mình hỏi, họ trả lời, mình cảm nhận được. Thì ra là có cặp mắt thì cảm nhận theo cặp mắt, không có cặp mắt thì người ta cũng cảm nhận được từ cái tấm lòng đến với nhau. Quý vị, mọi người đến chùa mình tổ dự chương trình khiếm thị, quý vị sẽ thấy một tình thương mến thương giữa con người đến cho con người. Và tổ chức cho tất cả người trong chùa, các cụ ai khỏe nắm tay dẫn người khiếm thị sắp xếp chỗ ngồi cho anh ta. Quý vị đến dự, quý vị sẽ cảm nhận được xã hội chúng ta nhiều người cũng giàu có, nhưng cũng rất nhiều người đang rất là khổ. Nên chương trình khiếm thị là một chương trình mà xã hội và các cấp chính quyền người ta rất là vui thích mình tổ chức những chương trình này. Tại vì sao? Vì giúp cho những con người khó khăn xác thực nhất. Mà người ta đi về chùa mình, ta còn được nghe niệm Phật, nghe Pháp, nghe anh chị ca sĩ hát cho nghe. Đó là cái mà người ta cảm thấy ấm áp dữ lắm. Nhưng chùa mình tổ chức chương trình khiếm thị quá đông, rất là đông quý vị à. Nên người mà có điều kiện thật sự như Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không, Ngài kể câu chuyện mà Như Đức kể rất nhiều lần. Ngài kể rằng cái vị này rất là giàu có, quý hòa thượng, dẫn hòa thượng đến tủ bảo hiểm coi vàng bạc châu báu. Xong hòa thượng Tịnh Không hỏi, bộ ông có nhiêu đây thôi sao? Ông quay lại hỏi, ủa bộ hòa thượng có nhiều lắm hả? Hòa thượng nói, tôi có nhiều lắm. Bây giờ củ cải của ông để trong tủ bảo hiểm lâu lâu để đến nhìn sờ mó, dòm ngó cái thôi đi gì. Vậy thì người ta bán vàng bạc châu báu, tôi lỡ tôi kêu người ta đưa tôi coi, nhìn sờ mó, nhìn ngó xong tôi về cũng là của tôi chứ gì. Hòa thượng này nói rằng, không hiểu đạo, nghe đạo mà không hiểu, không biết tạo cái cầm theo. Phải chi của cải vật chất nhiều như vậy mà nhiều người khổ đau, giúp được người ta thì giúp được thì quá tốt, tạo cái mình cầm theo được. Như trong kinh Địa Tạng Phật dạy rằng, còn sống tạo phước duyên, bảy phần mình hưởng bảy phần. Còn khi tiền bạc vật chất của mình để lại cho người ta làm giùm tới khi mình chết, thì dù người ta làm chân thật, làm đúng luôn, bảy phần mình hưởng được một hai phần dữ lắm. Tại vì sao? Vì đây là người ta phát tâm làm, chứ không phải mình làm, vì mình đã chết rồi. Nên cái người niệm Phật cầu sanh cực lạc phải nhớ kỹ chỗ này. Lúc còn xin tiền là còn sống, những gì mình làm được mình làm để nhẹ nhàng bớt đi. Còn nếu mình đợi đến chết thì mình nặng nề làm sao mình nhẹ nhàng mình giảng sanh được. Nên bản thân của mình khi còn sống, những việc gì tốt, những việc gì thiện, những việc gì lợi ích được mình làm đi. Như hòa thượng mình 84 tuổi còn cực lực nhiệt tình hết mình để xây chùa cho người già được ở. Bản thân những đức sáng thức sớm thì sớm nấu ăn, làm suốt quằn quặt việc cả ngày mà vui. Là vì sao? Vì mình thấy đấy là những việc ý nghĩa, làm những việc ý nghĩa trong cuộc đời. Nên những đức nêu những công đoạn này để Phật tử người khắp nơi đó, từ các cụ trong chùa, mình ở trong chùa được nhà chùa lo hết rồi, có được vài trăm bạc, chúng ta cùng chúng ta với thầy để làm chương trình khiếm thị. Bao nhiêu người về nhà chùa mình lo mỗi ngày gần 2.000 người, 2.000 người, hơn 2.000 người, nhất là dịp hè càng đông nè, các cháu chuẩn bị về chùa nữa nè. Những đức phải sắp xếp làm bao nhiêu việc, từ nơi đó mà còn nghĩ đến xã hội, bao nhiêu người mù, người què quặt. Nên các cụ không còn có gì, nhà chùa cũng lo đàng hoàng để các cụ yên tâm lo tu hành, không cần bận tâm. Trong phòng không có gì thì sợ ai lấy của, vì có người lo hết cho mình. Các cụ đã thấy bao nhiêu cái đáp người mắc trong chùa, nhà chùa lo, các cụ đã nhìn thấy. Người ta vô chùa tu tập cái bữa chương trình Phật đản mà bà cụ bên đầu chàng ba bám mắt, vì mà nhà chùa lo hết cho bà, lo hoàn toàn. Có nói tới cái chuyện gia đình đưa các bạc nào không? Nếu như quý vị là người nhận thức được, quý vị hãy suy nghĩ, có nơi nào, gia đình nào mà
Người ta đi đến nhà quý vị mà người ta mắc như vậy, quý vị lo hết không quý vị? Những đức nói chỉ có chùa mình. Những đức cảm thấy rằng đời người là một đời người, dù quen hay lạ cũng một đời người. Đã là có cơ hội giúp được người ta thì chẳng thật mà làm, con người cuối cùng ai cũng chết. Nhưng họ mất đi, bản thân mình lại lo cho họ, giúp cho họ. Tự nhiên bản thân mình mừng, vui mừng vô cùng, vui mừng vô hạn. Không bao giờ suy nghĩ rằng họ có đưa tiền bạc gì hay cho mình hay không, không quan trọng điều này. Người hiểu thì nói chi, còn người không có thì nói làm gì, người không hiểu thì nói làm gì. Nên chúng ta không cần quan trọng. Quan trọng là mình giúp được người này. Đời này họ không phải mẹ mình, nhưng mà nhiều đời nhiều kiếp họ cũng là mẹ mình. Đời này mình mới gặp họ, nhưng thật sự nhiều đời nhiều kiếp mình với họ có duyên. Thật sự khi nhận thức được thì quý vị sẽ thấy rằng mình làm việc này mình mừng và ý nghĩa lắm. Người ta cộng thu đến chùa còn như vậy, không chỉ có cụ thường chùa. Nên nhận thức sâu sắc để bản thân của mình tu tập có được sự lợi ích xác thực. Còn người ngoài đời khắp nơi đó, câu chương trình này xác thực, những đức đâu có kêu quý vị đem tiền cho những đức đâu, đưa cho những đức đâu. Mà những đức đều kêu quý vị đổi tiền ra 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000, tùy với khả năng quý vị, tùy duyên quý vị, chính tay quý vị, dẫn người thân quý vị, dẫn những người làm công với quý vị đến để cho họ được có cơ hội mở tấm lượng ra, tặng tiền cho người khiếm thị, khiếm tật. Nhớ, chỉ cần ai đưa tay thì mình đưa, đừng quan trọng họ khiếm thị, khiếm tật hay như thế nào, mặc kệ, đừng quan sát những điều đó của họ. Mà khi chúng ta đã có tâm bố thí cúng dường thì chúng ta hãy làm bằng cả tấm lòng mình. Ai ngồi trong đó chúng ta cũng tu duyên tu phước. Mỗi một người đưa tay, mình đưa 5.000, 10.000, chúng ta đều niệm một câu A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Trong tài thi có pháp thi, người ta vui nhận là vô ý thi. Trong một cái thí tài thi mà có pháp thi vô ý thi, mỗi lần tặng A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, cười cái A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Chỉ cần có tâm như vậy là quá đặc biệt rồi. Nhớ kỹ, quý vị có tâm như vậy là đặc biệt lắm. Phải nhận thức cho sâu sắc để bản thân mình biết tu phước tu duyên, tạo cái mà mình cầm theo được. Chúng ta nhìn gia đình mình, con cái mình, mỗi ngày có khi bấm điện thoại, cứ biết bấm điện thoại, không biết phụ giúp mình gì. Tiền bạc cực lực, nhiệt liệt hết mình làm, tạo ra. Hôm nay mong rằng tạo những phước duyên giúp cho người khiêm tật, khiêm thị. Mong cái phước duyên này chuyển hóa đứa con, nó trở thành con người sống có ý nghĩa. Từ cái phước duyên chuyển hóa được người ta sai lầm, đây là cái rất là quan trọng. Nguyện Tam Bảo gia hộ cho quý vị, gây dựng tích nguyện kiên cố, niệm Phật cả đời không thối tâm. Khi bỏ báo thân này, chúng ta đều hẹn gặp ở thế giới cực lạc. Chúc quý vị an lạc. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.